Kính chào quý vị thính giả đang đến với chuyên mục những vấn đề hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phát trên sóng FM tần số 103.1 MHz. Thưa quý vị, trong những khó khăn chướng mắt làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ rõ các nguyên nhân khách quan và chủ quan. Tỉnh nhận định nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu, nhất là các tồn tại hạn chế trong công tác điều hành, tổ chức thực hiện công tác đình vụ giải phóng mặt bằng, tổ chức triển khai thi công. Giải phóng mặt bằng luôn là câu chuyện được quan tâm nhiều nhất. Năm nay, hàng loạt dự án cần phải giải phóng mặt bằng với khối lượng lớn. Vì vậy, các chủ đầu tư các địa phương nằm trong dùng có dự án đi qua, nhất là các dự án ở lĩnh vực giao thông đã triển khai phối hợp thực hiện, vừa đảm bảo cho dự án thi công, vừa đảm bảo cho người dân trong khu vực giải tỏa, yên tâm tái định cư. Nhìn lại những năm qua, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh Tây Ninh đã được tập trung đầu tư xây dựng, nhiều dự án giao thông quan trọng trên địa bàn kết nối các địa phương trong tỉnh từ huyện đến xã, kết nối tỉnh với các tỉnh lân cận như Bình Dương, Bình Phước, Long An đã được xây dựng hoàn thành và đang được xây dựng, đã tạo điều kiện thuận lợi về giao thông để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng. Trong giai đoạn 2018-2021, toàn tỉnh đã thực hiện tổng cộng 113 công trình dự án đầu tư công có liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng, có hơn 1.560 hectare phải thu hồi có 8.852 hộ gia đình cá nhân bị ảnh hưởng. Tổng số hộ gia đình cá nhân chấp hành việc thu hồi đất là 8.822 trên 8.852 hộ. Tổng kinh phí chi cho giải phóng mặt bằng là gần 2.000 tỷ đồng. Mặc dù có những khó khăn nhất định khi thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, nhưng nhìn vào con số trên, có thể thấy đa số người dân đều đồng tình ủng hộ và chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước. Các dự án đưa vào sử dụng đã góp phần tạo động lực cho kinh tế phát triển, phục hồi tốt nhu cầu của người dân trong sản xuất, sinh hoạt, người dân đồng thuận tích cực ủng hộ. Năm 2023, các dự án giao thông có diện tích cần thu hồi giải phóng mặt bằng khá nhiều. Trong tổng vốn đầu tư công là 1.339 tỷ đồng được phân bổ do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng ngành giao thông Tây Ninh làm chủ đầu tư, thì có đến 600 triệu đồng cho chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng. Trong số 8 dự án thực hiện đầu tư năm 2023, có 7 dự án chuyển tiếp, đó là dự án nâng cấp mở rộng đường DT 782-784, đoạn từ tuyến tránh quốc lộ 22 đến ngã tư Tân Bình, dự án đường đất xét Bến Củi, dự án đường DT 794, đoạn từ ngã ba Cà Tâm đến cầu Sài Gòn giai đoạn 2, dự án nâng cấp mở rộng đường DT 795, dự án đường liên tuyến kết nối vùng N8-787-789, b tiểu dự án đường mòn Bào Tà On tiểu dự án đường vào cầu Ông Sải, một dự án khởi công mới trong năm 2023 là dự án đường Trường Hòa Trà La, đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến đường DT784. Do đặc điểm của các dự án giao thông là trải dài theo tuyến đi qua nhiều huyện, thị xã, phạm vi giải phóng mặt bằng lớn, liên quan đến số hộ bị ảnh hưởng phải di chuyển nhiều công trình công cộng. Xác định đây là công tác khó khăn phức tạp nhưng đóng vai trò then chốt quyết định đến tiến độ thi công, tiến độ giải ngân của dự án. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành giao thông Tây Ninh đã chủ động phối hợp với các địa phương làm nhiệm vụ tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng, thường xuyên cử nhân sự phối hợp với trung tâm phát triển quỹ đất trong việc điều tra, kiểm đếm, lập phương án bồi thường và chi trả bồi thường. Ông Đặng Xuân Trường, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành giao thông Tây Ninh nói: "Về cái công tác mà bồi thường giải phóng mặt bằng thì hiện nay là công tác này là coi như là đa số tất cả các tỉnh thành trên cả nước chứ không phải riêng gì tây ninh tuy nhiên thì theo cái uh, chỉ đạo đôn đốc mà cái, cái, uh, của ủy ban tỉnh tỉnh quỹ và các cái địa phương coi như là vận động cả hệ thống chính trị vào cuộc thì khoảng hơn một năm nay thì công tác bồi thường giống bằng là tiến triển khá là tốt cụ thể như là trảng bàn và diễn minh châu là hai cái địa phương là thực hiện công tác giống bằng các dự án trọng điểm của tỉnh thì ban quản lý dự án cũng có thành lập hẳn một cái tổ à, bồi thường những mặt để phối hợp với các địa phương thực hiện nhiệm vụ này. Đây là một trong những cái nhiệm vụ khá là quan trọng và nó tiên quyết đến cái tiến độ thực hiện các dự án. Thị xã Trắng Bàn là địa phương có nhiều dự án trọng điểm của tỉnh đã triển khai trong năm 2022 và tiếp tục triển khai trong năm nay. Bên cạnh việc chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình do thị xã làm chủ đầu tư, ủy ban nhân dân thị xã trảng bàng đã triển khai tuyên truyền vận động người dân thông hiểu chấp hành nghiêm túc các chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước trong các lĩnh vực như quản lý đất đai quản lý quy hoạch trật tự xây dựng để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện dự án và bàn giao mặt bằng đúng thời hạn công tác giải phóng mặt bằng được gắn với việc bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, ổn định cuộc sống cho người dân bị thu hồi đất, giảm thiểu tình trạng tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong nhân dân. Ông Hà Minh Giáo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Trảng Bàng cho biết. Trảng Bàng là vào cuộc rất là quyết liệt, đặc biệt là đồng chí Bí Thư Thị ủy là trưởng ban giải phóng mặt bằng của thị xã. Chúng tôi sẽ họp hàng tuần, hàng tuần và hàng tháng để mà chỉ đạo thực hiện tốt những cái tháo gỡ những cái vướng mắc khó khăn trong quá trình bàn giao mặt bằng à, giữa các cái hộ dân à, đối với thực hiện cái chủ trương à, trên địa bàn thị xã. Đặc biệt á, là ban tuyên giáo thực hiện cái công tác à, tốt cái các công tác tuyên truyền trên đài truyền thanh à, và thành lập các cái tổ, à, các cái tổ để đi xuống tà, sẽ phối hợp với các cái xã phường à, đi xuống tặng người dân để tuyên truyền. À, đặc biệt là À, trong cái cán bộ đảng viên à, sau đó là lồng ghép à, vào các cái cuộc họp à, cho anh em nó nắm được cái chủ trương và chính sách à, thực hiện cái công tác đền bù giải tỏa tuyên tiền tốt cho người dân để người dân nắm hiểu được cái chủ trương để thực hiện tốt cái công tác đền bù giải tỏa của đảng bàn trong cái thời gian qua đến nay các dự án cần chạy phóng mặt bằng đã triển khai và hoàn thiện phương án bồi thường đối với dự án thành phần 1 tuyến đường N8 có chiều dài hơn 9 km đã hoàn thiện phương án bồi thường có 523 hộ dân và tổ chức phải giải phóng mặt bằng, diện tích thu hồi trên 180.000 m2. Đối với dự án thành phần 2 tuyến đường DT-787B, diện tích phải giải phóng mặt bằng thu hồi hơn 250.000 m2, có 1.598 hộ dân và 18 tổ chức trong dụng dự án giải phóng mặt bằng rộng 31m, chiều dài gần 15km. Số hộ giải tỏa trắng là 13 hộ, đã bàn trao mặt bằng theo tuyến gần 14km. Hiện địa phương và chủ đầu tư tiếp tục dẫn động chi trả cho các hộ dân còn lại để bàn giao toàn bộ mặt bằng thi công xây dựng công trình. Đối với dự án thành phần 3, tuyến đường DT 789, Phạm Di thị xã Trảng Bàng đã hoàn thành chi trả và bàn giao toàn bộ mặt bằng thi công công trình. Đoạn qua huyện Chi Minh Châu dài 6 km, tổng số hộ phải bồi thường là 427 hộ dân và 10 tổ chức, giải phóng mặt bằng 31 m dài 6 km, diện tích thu hồi chịu kiến 114.000 m2. Đã phê duyệt phương án bồi thường và tiến hành chi trả cho các hộ dân. Đối với dự án đường TT794, phê duyệt phương án bổ sung bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phạm vi đoạn công chỉnh tuyến, tiến hành chi trả cho các hộ dân. Đối với dự án đường 795 hoàn thành chi trả phương án bồi thường đã được phê duyệt và hoàn thiện phương án bồi thường bổ sung về bồi thường đất nằm trong hành lang lộ giới cho các hộ dân. Đối với dự án đường mòn Bào Tà On, hoàn thành chi trả và bàn giao toàn bộ mặt bằng thi công xây dựng công trình. Đối với dự án đường dầu cầu Ông Sải, hoàn thành chi trả và bàn giao toàn bộ mặt bằng thi công xây dựng công trình. Đối với dự án đường Trường Hòa Chà Là, hoàn thành hồ sơ thiết kế kỹ thuật đo đạc trình Sở Tài nguyên Môi trường kiểm tra nghiệm thu. Để thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thi công của công trình, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã giao trách nhiệm cho Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh những giải pháp đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan, xử lý kịp thời các vướng mắc khó khăn của các chủ đầu tư liên quan đến quy trình thẩm định giá đất, phương án bồi thường chủ động hỗ trợ hướng dẫn các phòng tài nguyên và môi trường, trung tâm phát triển quỹ đất cấp huyện trong quá trình triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho các dự án được triển khai thực hiện. Ông Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh yêu cầu cũng sẽ tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm tháo gỡ khó khăn, tạo những điều kiện để cho các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp khôi phục sản xuất và phát triển bền vững nhất là quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ kinh tế hợp tác và hợp tác xã cũng như quan tâm tạo điều kiện cho các dự án mà đã cấp chủ trương đầu tư trên địa bàn được triển khai đúng tiến độ đồng thời là tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắt liên quan đến công tác bù và phóng bất bằng để bảo đảm cái bàn giao cái đất sạch cho các công trình trọng án trọng điểm à, trên tinh thần là chúng ta kết hợp hài hòa lợi ích à, bảo đảm các lợi ích của người sử dụng đất khi bị thu hồi à, theo cái tinh thần là có cuộc sống bằng hoặc cao hơn để cũng như là đẩy mạnh tuyên truyền để cho các đối tượng nằm à, trong các dự án mà phải đền bù giải tỏa hiểu rõ về các cái lợi ích của các dự án trọng điểm của địa phương đem lại để hợp tác hỗ trợ cùng địa phương để chúng ta đưa công tác giải phóng mặt bằng phát triển thuận lợi hơn để chúng ta triển khai đúng tiến độ các dự án đã đề ra. Hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh đã trình sửa đổi nghị quyết 17 về cơ chế chính sách đền bù giải tỏa mặt bằng để gần chế thực tế các dự án trọng điểm ở tỉnh huyện đều có ban chỉ đạo bồi thường giải phóng mặt bằng, người đứng đầu cấp ủy sẽ là trưởng ban chỉ đạo bồi thường giải phóng mặt bằng, như vậy sẽ không giao khoán công tác này cho trung tâm phát triển quỹ đất. Với sự quyết tâm cao trong lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền cùng các ban ngành đoàn thể ở địa phương, công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án giao thông nói riêng và các dự án phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh sẽ được người dân trồng thuận, bàn giao mặt bằng sớm cho đơn vị thi công. Từ đó tạo nên diện mạo mới để tỉnh có thể đột phá, tăng tốc phát triển kinh tế xã hội. Quý thính giả thân mến, chương trình phát thanh những vấn đề hôm nay đến đây là hết quý vị có thể nghe lại các chương trình phát thanh truyền hình những vấn đề hôm nay đã phát sóng và các chương trình khác của đài chúng tôi trên các hạ tầng số youtube fanpage website chính thức của đài phát thanh và truyền hình tây ninh xin kính chào tạm biệt